bột giao cho mấy con bò cho anh khách nở Bình Dương, bánh cát Bình Dương. Anh xách xe xuống anh chở. Xe này chở cộng chục con mà anh. Rồi con nào không nào? Đó, hai neo đấy. Hai neo này đang bãi rồi. Ờ, 27 triệu con này bỏ rồi hả? Con này với con này. Con này hả? Con này ngày tính cho 5-6 triệu. Đó. Con hai này là 57. Ừ, hai đó 57. Con này đã ghép với anh. Hai neo dạ. Con bộ của anh luôn 59 nè. Ừ. Nó chung nó tốt. Ngon. Để lại luôn mà. Hai con thôi hả? Rồi rồi. Con này chê. Tại sẵn bắt ấy luôn chứ ra ngoài là nó niêm xe luôn. Rồi cái con này sao anh không chịu? Rồi rồi. 28 rưỡi. Rồi anh bắt đếm 28 đi luôn. Đó. Ơ, bò vậy mà sao không chơi gì trời? Coi sao trời? Đó, bắt sẵn đi, bắt cũ xe luôn. Mà có 28 triệu rồi. Vậy là như vậy vậy hả? Rồi, nếu mà anh có bắt đâu nữa rồi nó kiểm dịch sao? Phí đăng qua đây. Là chị ra làm giấy lên xe nào lấy cùng chị thôi. Đúng không? Chị đừng nói không có ai. Giờ sắp 8 con, 8 con chị thôi. Chị nói là sắp 8 con làm giấy tôi 8 con thôi. Là tôi bây giờ thôi, đừng nói chung còn người này kia cãi tôi. Hiểu không? Mà nếu vậy anh cũng nói không kia đưa tiền kiểm dịch à? Có gì tôi chịu phụ cho. Tôi hả, tôi bắt kêu cái trường lấy dụng con mấy chục con xuống rồi đây. Bắt cái giò kia lên, bắt cái giò kia lên. Mà ống bò kia là xịt sơn của tôi phải không? Xịt rồi. Lộn bò tôi chết á. Bò tôi nhiều hơn á. Này hai con này không có lộn đâu. Lên đủ luôn em. Đủ chưa? Con nữa hả? Đủ chết tôi à. Đủ chết à. Ơi đâu đủ. Đủ chết liền á. Đâu kéo con đen đó nữa đi. Mấy bộ của anh cột trước không mà. Không bỏ vậy mà anh bắt bó tay thiệt chứ. Rồi đứa coi. Ông này là ông quay vậy anh đăng lên chứ là họ chết liền. Bộ cơ bắp gì mà không muốn bắt. Ơi. Trời ơi con bò ta phái ta nuôi. Để là chỉ. Bò này hiếm dữ lắm. Lâu lâu mới có một con chứ không có đâu. Hết biết không? Nó lẹ lên lắm. Ừ. Trời ơi. Ơi ơi ông quấn miệng. Nó thấy ông chủ. Luôn. Trời ơi hết trời không? Lửa đâu đi. Nó sẽ chạy đây vòng cái bánh lại liền. Rồi.
rồi cũng cũng như này bánh cát Bình Dương hả?